Hôm nay thì mình sẽ vào đây trên Arwin. Đây game một đội tuyển 1-1 mình thấy rất nhiều em quan tâm hiện nay đúng không? Tỷ phú mình hôm nay 82. Thì mình vừa vào đây chơi tiến lên Việt Nam. Trước khi chơi ấy, mình xác định là hôm đó mình thắng lên bao nhiêu và trước và tỷ RR mình chọn là bao nhiêu. Mình thường mỗi ngày mình chỉ mong muốn mỗi lần chơi ấy, mỗi lần chơi không phải mỗi ngày nha. Mình chỉ mong muốn ăn 2 mê thôi. Làm ví dụ mình muốn ăn 2 mê mình sẽ nhân lên tỷ RR là 1-4 thì mình sẽ nạp vào 8 mê. 8 mê nghĩa là mình thắng 2 mê, sau đó lên 10 mê mình sẽ nghỉ. Nhưng mà khó đấy nha, không phải dễ đâu. Mình thường chơi tiến lên Việt Nam, nó vừa thiên về kỹ năng hơn và vừa đương nhiên là cái gì như vậy thôi anh em ạ. Hên xui là cái yếu tố quan trọng nhất thôi. Nhưng mà nói sao nói chứ vẫn thiên về kỹ năng. Ôi rồi ngon này, bắn đầu ăn trắng luôn kìa. Trời ơi là trời cái gì vậy? Ngon luôn anh em ơi. Trời ơi, ngon thế anh em ơi. Tuyệt vời quá anh em ạ. Trời, bắn đầu như thế là ngon rồi ấy. Cần gì nhiều đâu anh em, đánh đã ăn rồi còn cho đánh đầu nữa chứ. Ván này mình không về được đâu anh em ơi. Anh em phải đánh cái này, anh phải hiểu này. Đánh này có ván về được có ván không. Cho nên anh em phải nhớ rằng là ván về được thì em chơi, còn ván không về được em thôi nha. Nhớ điều đó cho mình nha. Không ván không về được thì anh em chạy được con nào hay con đó. Chính anh em đừng có cố gắng ván nào anh em cùng đánh nha. Đánh như vậy là toang đấy. Không có dễ ăn được nó đâu. Mình đánh 3 năm rồi, mình có 7 8 9 mình đánh 10 mấy ván này mình xác định mình không về được rồi mà anh em. Mình đánh kiểu về được nó sẽ khác. Mà kiểu không về được mình sẽ đánh khác anh em nha. Mình đánh 2 luôn thôi bởi vì mình chạy được con nào hay con đó anh em ạ. Chứ mình không xác định ván này về được mà. Ván nào mình nghĩ về được thì ok mình sẽ đánh theo tới bến với nó bọn nó luôn. Lâu lâu mình mới nhìn một vài phát để xem bài nó như nào. Chứ những ván này thì bài xấu thế này làm sao có cơ hội gì về được anh em đúng không? Đánh ấy đừng có bao giờ nhớ rằng là một con bài nó tính 50.000. Nếu em càng giữ nhiều nó càng thua thôi. Không có chuyện anh em ăn được nó đâu. Chứ em chơi gì anh em phải gọi là biết mình biết ta trăm tần trăm thắng anh em ạ. Chứ đánh cứ thăm tham là chỗ toang thôi. Thăm tham ván nào muốn về thì chỗ toang thôi. Cũng giống anh em đánh mà ngày nào anh em muốn thắng ấy chắc chắn em sẽ thua thôi à. May hên bắn đầu mình hên mình trúng ăn trắng đấy anh em ạ. Quá hên luôn ấy. Hên như vậy nói lên gì được nữa đúng không? Cứ từ từ thôi. Biết đâu nó lên nữa hay sao đúng không? Cứ từ từ thôi anh em. Mỗi ngày mình chỉ đánh 5 đến dưới 3 phút mỗi ngày thôi. Thắng mình nghĩ mà thua mình nghĩ anh em ơi. Chứ mình không đánh nhiều mỗi ngày. Bởi đánh càng nhiều mình sẽ càng thua anh em ơi. Ván này mình mất 300 đó anh em thấy chưa? May mình đánh theo kiểu này nó đỡ mất đi đấy. Chứ mà mình mà đánh theo kiểu giữ bài thì không biết đâu mình thua hết đấy nên chứ. Ba đi. Quy đừng nói không đánh được mấy hay ấy. Quy luôn đi. Ván này khó về đấy anh em, không phải dễ đâu nhưng mà vẫn có cơ hội có thể về được. Hát này. Cho nó ra 2 đi, nó ra không ra 2 được rồi. Sẽ sao không có đứa ra 2 mà xem anh em ạ. 2 này. 3, 4, 5. Ồ quên đánh 7 8 9 10 chứ nhỉ. Ngu thế rồi. Trời ơi đánh như này ngu rồi. Ôi may nha. Đánh kiểu đó thì mình đánh như thế này nó chảy ra dọc bớt đi ấy. Ôi đây rồi. Trời ơi ngon thế. Ngon thế. Trời ơi nó nhìn bài mình anh em ạ. Nó nhìn bài mình mới biết mình là còn giữ 4 con nó mới đánh như vậy mình mới về được chứ. Đúng không? Hên đấy. Pha đó mình tưởng thua rồi đấy nha. May là nó vẫn cho ăn ấy. Đấy, nó bởi vì nó có hai cái lúc này nó chặn rồi anh em ơi. Nó việc đéo thì nó đéo chặn bắn trước đúng không? Đấy, ván này ăn lại được là 339.000 này, cũng được mà. Còn hơn là thua mà anh em ơi, nó đuổi mình ra luôn nhau. Càng thế chứ. Anh hay quá mà. Đấy, cái này thì cái quan trọng nhất vẫn hên xui thôi anh em ơi. Là không hên này chơi kiểu gì, cách gì nhưng không thể thắng nổi nó anh em ạ. Nên chơi gì quan trọng hên thôi, thôi đợi bài này luôn đi. Chơi vài ván là mình sẽ nghỉ thôi. Chứ đừng có đánh nhiều quá nha. Đánh mỗi ngày nhiều quá em dễ bị soi. Mà chơi thì em đã ăn được rồi. Việc gì phải tham nữa. Đúng không? Tham nữa lỡ may tí nó còn một cái nịt thì sao? Ôi tứ năm kìa. Căng vậy trời. Tứ năm đấy anh em ạ. Nó tứ năm đấy. Bốn đi anh em nha. Cho mình áp luôn nha em ơi. Con hai này mình không đánh đâu. Cho dù nó đánh át hơn mình không đánh hai đâu. Cho nó ra hai bớt đi. Ôi vàng ơi khó đấy.
chịu rồi. Ba bốn năm này, ba năm có ba năm hơn chứ. Cho đi thôi, có đâu được mặt chặt anh em ơi, đúng không? Hai thôi, mười năm sau mình hai sớm vậy, nó có hai mà mình biết ngay, đáng thì mình đánh gì đấy chứ nhở, ngu thế. À gì đằng nào cũng thua nhỉ, đằng nào cũng thua, nó con án này thôi, đằng nào cũng thua thôi, chịu thua thôi anh em ơi. Chứ ván bài này nó còn xấu mà, có đẹp đâu. Ván này mình đánh đầu thì đẹp ấy, nhưng mà tiếc cái mình không phải là người đánh đầu anh em ạ. Tiếc cái không phải mình là người đánh đầu, mình đánh đầu là câu chuyện nói khác rồi. Thôi ván này ván cuối cho là thắng thua cho mình nghĩ nhỉ, bởi vì mình đã thắng đạt được mục tiêu, việc gì phải tham nữa, đúng không? Tham tham lỡ mai tí rồi còn một cái nịt thì sao. Cái này phải đánh ba đầu tiên thôi nha, bởi vì là nó không cho đánh, bởi vì đánh mới phát bài ván mới của một đứa vào là nó sẽ cho con thấp nhất nó đánh đầu tiên anh em ạ. Và con thấp nhất đó là anh em biết rồi, hai đi này, cho nó ra hai bớt đi anh em, hai cơ luôn là căng vậy, cho đi luôn. 5 6 7 8 9 thì đẹp, trời ơi. Khó đánh nhá. Thôi đánh luôn đi anh em ơi. Trời nó có thì chịu rồi. Nó có thì chịu rồi anh em ơi. Hôm qua đó mình thì 5 6 7 8 đánh đôi 9. Nhưng mà đằng nào cũng chạ về đâu. Rồi á thì chịu rồi. Bạn là mình nghĩ là mình không về được rồi ấy. Bạn là cũng đẹp mà bài mình đánh vội vàng quá ấy. Chịu rồi, đôi năm mình chịu, đôi EK chịu luôn rồi anh em ơi. Có đánh dọc thì ngon, dọc 4 ngon thì ngon. Dọc như thế này mà khó chịu anh em này. Thôi không theo đi, cho nó đánh đi anh em ơi. Chứ đánh thì mất 150.000 này, còn hơn là được có cơ hội về mà thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Nó đánh 4 con bây giờ đẹp này. Đôi 7, đôi 9 này. Đây này, bây giờ mới có cơ hội đánh chứ. Nhịn như vậy mới có cơ hội đánh chứ anh em, đúng không? Về luôn, đó, về luôn nên đó anh em thấy không? Đánh như thế gọi là hay đấy anh em. Thấy không? Chứ phá ra pha đó mình là phá ra 7, 8, 9 ấy. Thì lúc đấy mình thua rồi, đúng không anh em? Đó. Thôi nghĩ thôi anh em ơi, không nên tham nữa. Tham là lỡ mai tiếng vào một cái nịt thì sao, đúng không? Ngu gì, đúng không anh em ơi? Nghĩ thôi. Anh có ai mà anh em nhỉ, đúng không? Nghĩ anh em ơi, thôi nghĩ nha. Đấy, ôi rồi nó còn thối hai nữa kìa, ngon thế. Nghĩ anh em ơi, thôi, video này tốt nha. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký anh em ơi. Bye bye anh em.